Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin khi con đến với Ngài. Chúa sẽ buồn khi con đến với Ngài mà tâm trí con chỉ nghĩ đến những chuyện không phải là Ngài. Không phải con đã đi tìm Chúa mà con không gặp, nhưng Chúa đã đến tìm con mà Ngài không nhận ra, vì con tội lỗi quá. Giờ sát hạch triết lý giữa giám khảo và thí sinh, anh có tin Thượng Đế không? Không, tôi không tin. Thế tại sao anh đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật? Thưa, vì Thượng Đế có thật. Ngài có thật, sao anh lại chối từ? Hư vô thì không có gì để tranh luận, chỉ hiện hữu mới có vấn đề tin hay chối. Như vậy, sự từ chối là bằng chứng xác nhận Thượng Đế hiện hữu. Thưa Ngài, đúng vậy. Nhưng không phải tất cả mọi người đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật đều tin Thượng Đế. Rất đúng, điểm tối đa. Con đến nhà thờ để làm gì? Chúa sẽ buồn khi mỗi ngày Chúa Nhật con đến để ca lên điệp khúc sám hối, tuyên xưng điệp khúc niềm tin, hát vang điệp khúc tán tụng, rồi ra về lòng con rỗng tích. Chúa sẽ buồn khi con đến để nói lên sự hiện diện của Ngài, để làm chứng Ngài vẫn còn sống, và ra về với trái tim đóng chặt khô chết. Chúa sẽ buồn khi con đến chỉ vì khoe bộ áo mới, vì thói quen không đi thì khó chịu, vì con sợ tội, vì con sợ bị người khác cười, vì lợi lộc riêng tư con đang cần giúp. Để khi trở về con vẫn hoàn toàn không, không có Chúa. Chúa sẽ buồn khi con đến với Ngài mà trí con chỉ nghĩ đến nương rẫy chưa làm, mà lòng con đặt ở số hàng ngoài sạp chưa bán, mối hàng dang dở con đang chạy, cuộc tình lý thú con đang hẹn hò, chuyến ngao du con sắp sửa đi, bữa tiệc ngon con được mời. Chúa sẽ buồn khi chỉ một giờ con dành riêng cho Chúa, rồi cuối cùng con lại tìm cách đánh cắp đưa về con. Và ngày Chúa Nhật không có gì là ngày của Chúa, mà chỉ là ngày của riêng con. Và Chúa sẽ thật buồn khi con nghe lời Chúa không như lời hằng sống, mà như là một câu chuyện cổ tích, nghe lâu cũng chán, giảng lâu cũng nhàm. Để rồi con chỉ nghe mà không bao giờ con sống theo. Chúa nhìn thấy năm này qua năm khác và còn nhiều năm nữa của mỗi chiều Chúa Nhật. Ngài đáp, Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả. Các ngươi thật là đúng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã sa ngã từ đâu? Hãy ăn năn và làm lại những việc ngươi đã làm thuở ban đầu. Amen.